Hành lá vốn là loại cây trồng canh tác quanh năm, thích hợp trên nhiều loại đất khác nhau, giá bán và đầu ra ổn định. 150 triệu đồng là con số tương đối ấn tượng mà 4 sào hành lá đem lại cho gia đình ông Lê Văn Toàn trong một năm. Với giá bán khoảng 10.000 đến 12.000 đồng một kg, đầu vụ lên tới 45 đến 50.000 đồng một kg, chu kỳ 45 đến 50 ngày một lứa, hành lá trở thành loại cây trồng chủ lực nâng cao đời sống kinh tế của bà con nơi đây. Hiện nay gia đình tôi làm 4 sào hành. Sào hành tính theo 360 gram vuông một sào, chuyên canh về hành. Thì hàng năm thì gia đình chúng tôi luôn canh là từ đầu năm đến cuối năm. Đấy. Thường thường chúng tôi sản xuất theo chu kỳ thì khoảng một năm được 7 lứa hành. Thế và cái năng suất cho cái năng suất của chúng tôi thì hàng lứa ấy, thì khoảng từ 5 đến 6 tạ. Tuy nhiên năm nay mưa nhiều, cây bị sâu bệnh, không phát triển. Nhiều nhà diện tích bị hỏng hết, nhiều hộ trồng theo tập quán, quay vòng liên tục, không cho đất nghỉ, dễ sâu bệnh, không áp dụng nhà lưới, nhà màng, màng phủ, khiến cho chất lượng sản phẩm canh tác không đạt chất lượng như mong muốn. Đây cũng là thực trạng chung của cây vụ đông năm nay. Ứng phó với cái biến đổi của thời tiết, khí hậu, thời tiết thì đối với cái cơ quan chuyên môn chúng tôi, thì chúng tôi có đề nghị là thành phố và các cơ quan xây dựng chính sách để hỗ trợ cho nông dân về nhằm ứng phó với điều kiện thời tiết, và ví dụ như là hỗ trợ về cái màng phủ phát lai để cho nông dân ứng dụng và để hạn chế được cái ảnh hưởng thời tiết do mưa, và cũng hạn chế là nông dân phải sử dụng cái ni lông ảnh hưởng đến môi trường. Vụ đông năm 2021-2022, thành phố Hà Nội tiếp tục có giải pháp chính sách hỗ trợ nông nghiệp để thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế, xã hội trong tình hình mới. Các địa phương đều bám sát khung thời vụ, điều chỉnh kế hoạch sản xuất theo hướng tăng diện tích và đa dạng cơ cấu cây trồng, đồng thời đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật.